Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thành phố Thái Nguyên tổ chức mời thầu dự án điểm dân cư nông thôn xã Cao Trãng, xã Phúc Xuân, thành phố Thái Nguyên từ ngày 25 tháng 3 đến ngày 25 tháng 4 năm 2019. Tổng chi phí thực hiện dự án là 84,4 tỷ đồng. Quỹ đất sử dụng cho dự án là 2,61 ha, thuộc quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư đường Bắc Sơn kéo dài, khu vực ngã ba xóm Cao Trãng, xã Phúc Xuân. Hiện trạng khu đất này chưa giải phóng mặt bằng, mục đích của dự án là cung cấp điểm dân cư nông thôn tập trung và xây dựng hạ tầng xã hội phục vụ cho cư dân.